Dạ bà cô chú anh chị thân mến, thì hôm nay Sơn Ngọc dẫn cả nhà mình đi lên trên những cái đồi núi phía sau Sơn Ngọc đây, để mà lên trên đó thăm những cái hoàn cảnh ở trên đó. Thì Sơn Ngọc cũng hy vọng là cả nhà mình cùng đồng hành với Sơn Ngọc nha. Hiện tại đang phía trước là có một người anh, người đang ở đây Sơn Ngọc mà nhờ vác giùm Sơn Ngọc một phần quà, và Sơn Ngọc vác sữa. Ở đây cả nhà mình thấy đó, đồi núi mà kiểu như là không còn cây cối lớn nữa, chỉ còn mấy cây nhỏ thôi, cho nên là rất là nắng luôn. Mệt nghỉ nha anh. Quen rồi hả? À, mới nãy mấy anh em đến đó cả nhà, nghe ông anh chia sẻ thấy cũng rất là tội luôn. Nghỉ một tí đi anh, nghỉ cho mát nè, nghỉ cho mát nè. À, lên chỗ đó nghỉ ha. Thì bây giờ là Sơn Ngọc cố gắng đi cùng với anh một tí, rồi sẽ chia sẻ đến cả nhà mình và cái câu chuyện mà anh mới vừa mắc phải, rất là tội cho gia đình của anh. Hồi núi đá không à. Trời nắng như là mình cũng đâu có trồng trọt gì được đâu đúng không anh? Trời nắng thì mình cũng đâu có trồng trọt gì được đâu đúng không? Nắng quá mà đâu có mưa đâu mà mình trồng. À. Rồi ngồi ngồi dưới đây đi anh, cho đây mát nè. Dạ thưa cả nhà, thì hiện tại là Sơn Ngọc với lại anh cũng đang ngồi nghỉ, thì Sơn Ngọc sẵn đây chia sẻ đến cả nhà mình về cái câu chuyện buồn của gia đình anh. Thì cách đây cũng mấy hôm rồi anh? Bốn hôm rồi. Bốn hôm rồi. Dạ, là ngày hôm nay là anh cũng mới phát hiện lên đúng không? Dạ. Dạ, dạ thì hiện tại thì anh đi làm xa, thì anh và gia đình có nuôi trẻ, kiểu như là nuôi ăn chia cũng có lại người khác đó cả nhà, là nuôi ăn chia là con vật, là con bò đó. Thì anh đi làm xa để bò ở nhà để cho vợ kiểu như là dẫn đi ăn. Thì vợ của anh dẫn đi ăn nhưng mà không may thì nó tự nó đi lên trên rừng rồi nó bị quấn dây vào trong một cái cây nào đó rồi nó mất đó cả nhà. Đấy, rồi người ta bắt đền anh là bao nhiêu tiền? Sáng trưa lúc em điện cho ông, ông nói mất mấy ngày rồi, bốn ngày rồi, bây giờ sao điện cho ông, bây giờ bò sợ bò lạc bầy đi theo bầy người ta đó, để mình đi tìm cái đá, tìm không thấy là mình điện lại. Rốt cuộc trưa mình đi tìm thấy rồi, rốt cuộc bò mất rồi. Chắc là ông điện cho ông xong rồi ông nói giờ bắt đền tiền đâu mà đền, xong rồi mùa nắng nữa em đâu có tiền đâu. Xong rồi ông nói bắt bò khác nuôi lại từ đầu á. Vậy. Đền là bữa nay em nghe nói là đền 15 triệu. 15 triệu á. Nhưng mà mình không nhận quà nữa là nó bắt đền 15 triệu. À. Đưa tiền cho nó là nó khỏe đem bộ khác nữa dù mình quà nữa. Yeah. Mình đâu có tiền đâu mình đền mình chịu mình quà bộ lấy bộ là, khác. Nữa. Là người ta sẽ đem một chú bò khác vào cho vợ chồng anh nuôi nói lại từ đầu. Từ đầu. À, là người ta không bắt đền. Bắt đền. Còn mà nếu như vợ chồng anh không nuôi nữa thì người ta sẽ bắt đền 15 triệu. Dạ. Yeah. Đường vực 3 giờ lúc người ta đưa lúc đầu á bò còn bố còn mà. Dạ. Đây vì mình quay chia hai mà. Dạ. Dù lớn lên người ta nó mua lại cho mình. Ví dụ một con 15 triệu gì đó mình chia nhau cái tiền đó. Vậy thôi. Dạ. Tại vì mình không có bò á, mình nuôi chẳng rẻ như vậy á. Dạ.
phụ mình đi làm mà. Thì bây giờ là nó kiểu như cái sự việc ngoài ý muốn á, mình cũng đâu có muốn đâu. Đúng rồi. Đấy, cho nên là bắt đền mình á thì cũng tội cho mình. Mình đi làm ngày công cũng đâu bao nhiêu tiền đó đúng không anh? Rồi. Như anh đi làm ngày công được bao nhiêu tiền? Là 200 à. Ngày 200. 200. Mà công việc thì cũng không có điều đúng không anh? Không có điều, có lúc làm 2-3 ngàn hết à. Dạ. Người kia kêu mà đông về một chỗ đó. Mình xong bên này xong người ta, bên kia người ta kêu đi làm tiếp. Dạ, rồi giờ bắt đền hai vợ chồng rồi lấy đâu ra hai vợ chồng trả? Thì không có, mình nhận, mình quay lại từ đầu. Dạ. Dạ. Bây giờ là mình nhận bò khác, mình coi lại từ đầu cho người ta. Chẳng lẽ mình không coi là mình nhận vậy coi, mình coi chú bò đó thì sau này nó lớn lên đó là người ta nó tới đem, ta lấy về, đem về không? Đem về không nha. Không có chia nữa. Không có chia nữa. Là coi như là nuôi cho nó, đua số lượng tiền 15 triệu đó. Dạ. Nó đem về không? Là bây giờ là nuôi không? Nuôi không á. Đó nuôi để cho mình có tiền, không có tiền mới đưa cho ông, bây giờ mình phải bắt buộc phải làm như vậy nhá. Dạ. Mình phải chịu như vậy nhá. À, nhà anh ở đâu anh? Đó, qua cái suối á. Qua cái suối hả? Dạ. Dạ. Qua suối đó là tới nhà. Dạ. Rồi cả nhà mình nghe qua câu chuyện thấy cũng tội cho gia đình của anh nè. Mình nuôi ăn chia cùng với người ta nhưng mà cái sự việc mình không mong muốn nó đã xảy ra thì bây giờ gia đình của anh phải trang lại cho người ta một chú bò mới là nuôi lớn lên hoàn toàn, là như vợ chồng anh chị sẽ không có nhận lại bất cứ điều gì của người chủ chú bò đó nữa. Rồi gió, bây giờ mình tiếp tục mình đi anh nha. Dạ. Dạ. Bây giờ Trang Ngọc mời cả nhà mình đồng hành cùng với hai anh em đi lên trên kia tặng quà cho những hoàn cảnh ở trên đó cả nhà. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi anh? Chắc sinh năm 95 à. Sinh năm 95 hả? Dạ. Dạ. Như là em nghĩ là cũng đã gần đến rồi anh. Dạ. Dạ. Anh có quen gia đình nhà này không? Dạ hả? Dạ. Dòng họ ở đây là Lăng Sắm á. Dòng họ hả? Dạ. Dòng họ nhà anh hả? Lăng Sắm ở đây nè. Dạ. Ở gần nhau không phải dòng họ. Dạ. Vậy là được ở gần nhau xung quanh đây mà. Dạ. Mấy ba cũng bỏ mất hôm nay cũng hết hồn á. Nó đi tìm dùm mình chứ không nhà có. Nhà anh ở đâu? Hả? Nhà anh ở đâu? Đây. Ồ, nhà anh đây hả? Ừ. À, hôm nay em đến em tặng quà nhà này nè. Ừ. Ủa, vậy là không phải... Dạ nào? Có lẽ, vậy, chả lẽ anh là chồng của chị? Dạ. Ồ vậy à? Ừ. Trời ơi. Mẹ không nhớ hả? Dạ. Vậy luôn hả? Ôi, không nhận là... Anh muốn đến nhà này hay là nhà khác vậy? Đến nhà đây nè anh. À, muốn đến nhà đây hả? Dạ. Thì đây là nghĩ chồng chắc của... chị nhận ra em á. Anh gọt đúng không? Dạ. Để bỏ đâu anh? Đâu rồi chị, đâu rồi? Mình để ở đây luôn anh. Nhà anh mà. Dạ. Đúng không? À. Lúc trước em đến thăm mà chỉ có gặp chị thôi. Dạ. Chứ không có gặp anh. Đi làm mà. Dạ. Là chồng của chị luôn á hả? Dạ. Rồi. Mới nãy á đi lên tính là mang quà lên trên đây. Nhưng mà thấy anh ở dưới nhà dưới đó. Cái nhờ anh mang phụ lên trên đây. Nhưng mà không ngờ là chồng của chị luôn cả nhà. Rồi như chị hàng ngày ở trên rẫy trên núi này rồi mình nuôi bò thôi. Dạ. Rồi không còn anh gì. Thì đi làm công cho người ta. Dạ. Rồi sao nữa chị? Không có làm gì. Chiều thì đúng giờ thì đi đón con học. Dạ. 3 giờ mới đi đón con học. Là chị phải đi xuống dưới núi. Dạ. Rồi chạy xe đi đón con. Dạ. Rồi bé ẩm đi luôn. Ẩm đi theo luôn.
Rồi như hiện tại bé đang bệnh rồi chị ẵm lên trên núi rồi thuốc rồi sao bé uống thì sao? Thì chị quen rồi chị làm đấy đi. Mình làm cái gì đấy? mình đi đâu mình mang con theo. À. Tối mình có thường xuyên ngủ trên này không anh chị? Không, tại vì con có con nhỏ. À, con nhỏ ở làng đó làm. Tối mình về làng. Dạ. Sáng mình lên trên đây lại. Dạ. Để mình thả bò. Dạ. Tối thì về. Dạ. Đi đi về về vậy cũng tốn xăng ha. Dạ. Tốn xăng tốn tiền. Anh ơi, bây giờ là anh khiêng sữa vậy quà vô trong nhà cất nha. Dạ. Dạ, những cái món quà này là của cô Ôn Phạm tặng cho gia đình của mình nha. Dạ. Dạ, trước mắt là sữa nè. Thì bây giờ anh khiêng cái này vô trong nhà để cái em lấy lại cái bao thần kỳ của em á. Nó mất một cái là em không biết lấy bao thần kỳ đâu nữa. Dạ. Trời ơi, nhà cọc dây à. Ở nhà mình ở có khi nào gió tạt bay không anh? Bay đó thì cầm bạc lắm. À là bay một lần rồi. Đó, đó. Dạ. Là cũng có bay rồi. Dạ. Ây da. Ôi, thốn quá. Đây. Thôi. À, em gửi gia đình của mình là một phần quà như thế này. Ngọc lấy ra cho cả nhà mình xem là có một bọc đường, một bọc bột ngọt và một chai mắm và một chai nước tương xì dầu, một chai dầu ăn và hai bọc muối. Dạ, trong đây có một bao gạo 10 kg. Em để đây luôn nha anh. Có gì vợ chồng anh chị sắp xếp lại nha. Dạ. Thì cũng như mỗi khi Sa Ngọc bỏ vào cái túi thần kỳ này á thì Sa Ngọc không thể nào bỏ nguyên một thùng mì vào được cả nhà. Nó cấn tay lái xe của Sa Ngọc qua, Sa Ngọc chở không được cho nên là Sa Ngọc gỡ ra. Thì gỡ ra đổ vào trong cái bịch luôn. Và bây giờ em bỏ mì tôm vô đây luôn nha anh. Biết đủ không biết. Là tí nữa những cái món quà này á là anh cũng đem về làng anh để luôn ha anh. Chắc định mình đâu có để trên đây đâu. Để tin này chỗ nó ăn hết là gạo vậy á. Đúng đem, rồi. Đem cứ 2 chén 3 chén không à? Dạ. Đem đủ ăn chưa? Dạ, bây giờ anh dẫn tụi em ra xem cái con bò nó mất á, nó ở chỗ nào đó anh nhỉ. Nên để cái túi thần kỳ lát nữa quay lại lấy. Sợ vô bay á. Dạ. Để đem luôn. Rồi. Chắc là bè mất còn đi tìm. Nó nằm gần ở đây mà mình đi tìm đi núi này núi kia kiếm không ra. Tương nó đi theo bờ người ta nó. Dạ, té ra thường là mình nằm gần nhà. 3 giờ là mình về đón con đi học á. Cái này mình ăn được không anh? Ăn được á. Ủa. Mấy bà chị hồi nãy nó hái ăn đó. Ồ vậy hả? Dạ. Cái này gọi là cái gì anh à? Cây này cây quang mà. Quang. Dạ. Dạ, ở trong nó có ở như hạt nhãn ấy cả nhà ơi. Nha. Rồi ăn có mai tai không anh? Dạ không. Sẽ gặp mời cả nhà mình nha. Chua chua ngọt ngọt. Em chưa biết mà. Biết ăn cây này mà. Chua chua ngọt ngọt cả nhà. Cũng ngon chứ. Quá trời luôn cả nhà ơi. Ăn dính chỗ nó là nướng. Nước được cái hộp. Nhà đây cả nhà. Ở như hạt nhãn vậy á. Chua chua ngọt ngọt. Ngon ha. Mà học bự quá. Mà nước có nhiều. Ngọt nó ăn. Cái lưỡi của mình ăn nhiều rồi nó bị sắc sắc á. Dạ. Thì nó mình ăn nhiều cái lưỡi mình sắc sắc. Sắp sắp là sao anh? Sắc sắc mình ăn chính cái mổ của nó. Là bởi gì? Bị cái lưỡi mình ăn chấp chấp á. Cái lưỡi của mình ăn cái đó ăn nhiều đâu. Người biết ăn, không biết ăn, khó ăn. Dạ. Mình ăn nhiều là khó chịu cái lưỡi đúng không? Ừ. Mấy bà chị ở tỉnh này còn xuống hái nữa. Dạ. Anh nào ăn à?
Rồi đi đường núi này nhìn giống như ở Tây Bắc luôn á. Chiều á, giống như 3 giờ giờ thả ba con á, không có cột lại tự động nó đi á. Tự động nó đi qua đề này, nó cũng dậy mình không đâu biết đâu. Tướng đi lạc theo bờ ở trên kia, mình đi tìm 3-4 ngày luôn. Nó cột cái tường nó nằm đề. Ừ, bò sao mà đi được cái đường này hay quá nhỉ? Dạ. Đi vô trong hóc hẻm này luôn à. Chị đường mấy bà này ăn ghê ha. Biết ăn chứ. Mình... xẻ hả anh? Chắc nó xẻ thịt biết đó. Ôi bà chị mới đang xẻ với nó hả? Ừ. Từ đó, nó ăn được nó đem về ăn thì ăn mà. Mình đâu ăn được nữa. Dạ. Trong người ta bó rồi á. Ờ... Chú Ngọc chị, kiểu như xin phép không gửi đến cả nhà mình những cái hình ảnh kiểu vậy. Tại vì nó phản cảm á cả nhà. Và hiện tại bên kia thì có một người chị đang xẻ thịt. Đang xẻ thịt. Hỏi ai ăn được cái gì thì lấy, còn không được thôi. Mẹ biết ăn thì mình đem về, mình bó mà. Tự nó tự phân hủy luôn. Dạ. Đứng này thì nó nếu mình phát hiện sớm thì mình thấy, nếu mà hôm chết thì sáng mình thấy là mình dễ, mình kêu anh em làm thịt mình bán á. Bây giờ mình cũng lố luôn chứ. Mình đâu có làm thịt bán được đâu nữa. Vì chú bò này nó không nhận nữa mà. Nó muốn nếu mà không mình không chăn nuôi nữa là nó bắt đền 5 triệu á. Giờ mình nhận chăn nuôi không á, bây giờ không lấy tiền. Rùi bay quá trời luôn. Ủa anh, chỗ đây là có một cái dụng nước trong như thế này là hiện tại là gia đình của mình sinh hoạt ở đây hay là như thế nào? Là múc uống thôi. Dạ. Về lặn tắm. Là múc nước uống. Dạ. Dạ. Uống thôi. Nước đây uống, còn tắm thì về lặn tắm. Dạ. Chiều về lặn tắm. Dạ. Wow. Tự nhiên ngay chỗ này có một cái hũng nước rất là trong luôn đó nha. Kiểu như cái này là cái con suối mà nó chạy nước xuống nó bị xói đi một lỗ vậy đó. Rồi bây giờ là cái bên cái khe nước núi này nó chảy ra nè. Trong cực kỳ luôn anh. Một đồ uống thì là nằm cơ cành 5 lít á. Dạ. Đồ uống tưa á. Tại vì nước nó sạch mà. Dạ, nước sạch. Nó nằm ở đây đâu có chạy xuống nữa đâu. Cái này đi đường đâu không được mà đi đường này không được. Cái này em nghĩ á, hiện tại thì con suối này nằm cũng kế bên con bò. Dạ. Mày bữa em nghĩ trời mưa á, mưa xuống rồi á. Thì em nghĩ là hai vợ chồng anh chị cũng đừng có nên lấy nước này uống. Tại vì có con bò mất trên này rồi. Dạ. Cái nước của con bò mà nó chảy xuống này á, mình uống vô bệnh chứ. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ. Nếu như mà bây giờ á, kiểu như là mình có thể mình khiêng nó đi, mình vứt cái chỗ nào á thì được. Ừ, thúi quá. Chưa cùng nơi. Chứ bây giờ nó nằm sát bên đường suối này á, thì bây giờ thì trời khô thì không sao cả nhà. Nhưng mà sợ hiện tại vài bữa nữa trời mưa thì nó sẽ đi theo xuống. Hồi bữa giờ nghe tin mất bò rồi vậy rồi người ta đòi bồi thường rồi mình có lo không? Lo chứ. Nếu mình lo điều gì chị? Lo sợ người ta bắt đền. Bắt đền rồi không có tiền trả hả? Dạ. Dạ. Rồi nếu như người ta đòi bắt đền thiệt thì sao? Không biết, không có tiền. Dạ. Hiện tại gia đình của mình còn tiền không? Chị? Chồng chị mới nghỉ ngày hôm nay đi quay bò. À, nghĩ là không có tiền. Dạ. Còn đi làm là có tiền. Dạ. Dạ. Sao khóc đó con trai? Nó bị sốt. Nè, bị sốt khó chịu đúng không? Dạ, con Sa Ngọc cũng xin phép con là bữa nãy con mua một thùng sữa là hết 360.000. Con mua những cái món quà nhu yếu phẩm là hết 340.000. Thì thành ra là hai món quà là 700.000. Thì cô có gửi con 1 triệu thì con trừ ra 700 thì còn 300. Con xin phép cô con gửi cho chị... Chị gì? Tên gì? Quên nữa rồi. Chị Chuyên. Chị Chuyên. À, đây. Con gửi cho chị Chuyên 300.000 nha. Dạ. Dạ. Dạ đây chị. 100. 2 tờ 50 là 100. Dạ. Đây 200 là 300. Dạ. Dạ, có tiền đổ xăng rồi mua thuốc cho bé nha chị. Dạ. Dạ. Hồi sữa cho ba cháu uống nha. Dạ. Nếu như
Em có duyên mà có thể nữa thì em sẽ quay trở lại đây em giúp đỡ gia đình của mình nhiều nhiều hơn nữa để mà có cái hai vợ chồng lo cho mấy đứa con chứ. Đã khổ rồi mà còn gặp xui không à? Không biết, giờ hôn xui không biết. Chị còn nhớ cô On không? Cô On là lúc trước là cô đã tặng cho chị đồ cho mấy đứa nhỏ nè, đồ đồ chơi đồ đó. Nhớ không? Cho bạc rồi đó. Đó là cô giúp đỡ gia đình của mình cũng khá là nhiều ấy ha. Dạ, cảm ơn cô On rất là nhiều đã tặng món quà cho hai vợ chồng. Gì khóc luôn hả? Sao lại khóc? Không khóc. Dạ. Không khóc hả? Tưởng đâu khóc chứ. Xúc động quá hả? Cảm ơn cô On rất là nhiều đã tặng món quà giúp đỡ hai vợ chồng. Thôi chị ơi, khóc rồi cả nhà. Ý là mình đang cảm thấy như thế nào mà mình lại tuổi lại khóc như vậy? Không biết, tự rơi nước mắt. Tự rơi nước mắt. Tự rơi nước mắt cả nhà, buồn tuổi thì tự rơi nước mắt à. À vậy thôi mình đỡ buồn nha chị nha. Và một lần nữa thì em chia sẻ với gia đình của mình là nếu như có thể và có duyên thì em sẽ quay trở lại đây em giúp đỡ gia đình mình nhiều nhiều hơn nữa nha. Dạ. Và mình có ước mơ gì không? Mình có ước mơ gì không chị? Có không? Có ước mơ không? Không biết. Không biết hả? Không có ước mơ gì hết. Không biết. Mình ước mơ to quá thì to quá. Mình ước mơ không biết ước mơ gì nữa. À mình ước mơ lớn quá thì có thể là mình không thực hiện được đúng không? Trời ơi. Ước mơ không dám ước mơ luôn cả nhà, khó khăn cái nỗi mà không dám ước mơ luôn. Chỉ ước mơ là có tiền để lo cho các con thôi ha. Dạ thì con Sa Ngọc một lần nữa cũng xin phép thay mặt gia đình của chị Chiến. Đúng không? Chị Chiến đúng không? Dạ, chị Chuyên. Chuyên, à chị Chuyên. Rồi, tên đẹp nhưng mà quên hồi à. Chị Chuyên. À, con xin phép chị Chuyên, con cảm ơn cô rất là nhiều. Con chúc cô và gia đình của cô luôn có thật là nhiều sức khỏe. Và Sa Ngọc cũng cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian quý báu để xem video của Sa Ngọc nha. Sa Ngọc hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye. Bye bye chị Chuyên ơi.